Căn cứ điều 40 luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện và thời gian đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con như sau 1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoảng 1 hoặc khoảng 3 điều 34 của luật này khi có đủ các điều kiện sau đây A. Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 0 4 tháng B. Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý 2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm, trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho, đến khi hết thời hạn quy định, tại khoảng 1 hoặc khoảng 3 điều 34 của luật này. Căn cứ khoảng 4 điều 157 bộ luật lao động 2012 về điều kiện và thời gian đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con như sau. 4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoảng 1 điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội căn cứ điểm C khoảng 2 điều 12 thông tư 59 trên 2015 trên TTPO lao động thương binh xã hội về thời gian đi làm trước khi hết thời gian nghỉ sinh con như sau. C. Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con, thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định, tại khoảng 1 hoặc khoảng 3 điều 34 của luật bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hy vọng những thông tin trên đây đã giải đáp được những vướng mắc liên quan đến những lưu ý khi lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản, để có thể được tư vấn chi tiết hơn về các trường hợp cụ thể quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau